Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh giải trí Top Thú Vị. Các bạn thân mến, các nhà thiên văn học vừa tìm thấy ngoại hành tinh Proxima C quay xung quanh một ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri cách trái đất chỉ 4,2 năm ánh sáng. Đây là một thông tin rất được quan tâm bởi giới khoa học, bởi vì đây là một trong những ngoại hành tinh gần trái đất nhất. Vậy hôm nay, Top Thú Vị mời các bạn cùng khám phá những bí ẩn trên siêu trái đất hành tinh Proxima C. Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để là người đầu tiên theo dõi những video mới nhất của Top Thú Vị các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất luôn thôi thúc các nhà khoa học tìm kiếm các ngoại hành tinh ngoài hệ mặt trời. Trong đó, việc ưu tiên tìm kiếm các ngoại hành tinh gần hệ mặt trời nhất luôn được các nhà khoa học quan tâm. Và mới đây, trong một nghiên cứu mới được công bố ngày 15 tháng 1 năm 2020, một nhóm các nhà khoa học đã tuyên bố họ chắc chắn cho sự tồn tại của ngoại hành tinh Proxima C. Đây là một ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao gần trái đất nhất, đó là ngôi sao Proxima Centauri. Như các bạn đã biết, hệ sao Centauri là hệ sao gần trái đất nhất, nó cách trái đất khoảng 4,2 năm ánh sáng. Và đương nhiên trong tương lai, nếu con người muốn vượt ra khỏi hệ mặt trời, thì chắc chắn hệ sao Centauri sẽ là nơi nghĩ đến đầu tiên. Khám phá được thực hiện bởi một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế, dẫn đầu bởi tiến sĩ Mario Damaso đến từ Viện Vật lý Thiên văn Quốc gia Italy. Proxima C được phát hiện bằng phương pháp vận tốc xuyên tâm dựa trên lực hấp dẫn và hiệu ứng Doppler. Theo đó, một ngôi sao sẽ không hoàn toàn đứng yên mà di chuyển theo một vòng tròn nhỏ do lực hấp dẫn của các hành tinh quay quanh nó. Chuyển động này làm thay đổi bước sóng ánh sáng và màu sắc của ngôi sao. Nếu những thay đổi diễn ra theo chu kỳ, điều đó cho thấy tồn tại một hành tinh đang quay quanh ngôi sao. Qua quan sát, Proxima C được xác định có khối lượng vào khoảng 3,464 x 10 mũ 25 kg. Với khối lượng này, nó gấp khoảng 5,8 lần khối lượng của trái đất. Chính vì vậy, hành tinh được định nghĩa là một siêu trái đất. Nó nằm cách ngôi sao chủ Proxima Centauri ở một khoảng cách 1,6 đơn vị thiên văn AU, tức ở một khoảng cách xa gấp 1,6 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Nếu tính ra km thì nó vào khoảng 240 triệu km. Chính bởi khoảng cách khá xa ngôi sao chủ nên hành tinh có một quỹ đạo khá lâu. Theo đó, để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo, Proxima C mất khoảng 5,21 năm trái đất. Điều này đồng nghĩa một năm trên hành tinh này tương đương 5,21 năm trên trái đất. Có một điều thú vị là ngôi sao Proxima Centauri là một sao lùn đỏ. Chính vì vậy, nó nhỏ hơn mặt trời của chúng ta khá nhiều. Theo tính toán, nó chỉ có khối lượng bằng 12% khối lượng của mặt trời. Còn về bán kính, nó tương đương 14% bán kính của mặt trời. Chính vì vậy, năng lượng của ngôi sao tỏa ra sẽ thấp hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Mặt khác, hành tinh Proxima C lại nằm ở một khoảng cách khá xa ngôi sao chủ, 1,6 AU. Bởi vậy, năng lượng của ngôi sao chủ không đủ để sưởi ấm hành tinh. Qua đó, một ước tính về nhiệt độ cân bằng trên hành tinh được dự đoán là vào khoảng 40 độ K, tức âm 233 độ C. Với nhiệt độ này, nó quá lạnh để hy vọng có một sự sống kiểu trái đất trên hành tinh này. Tuy rằng hành tinh Proxima C mới được phát hiện, nhưng có lẽ nó không phải là nơi có thể sinh sống được. Nếu xét về chỉ số tương đồng trái đất ESI, thì chắc chắn nó thấp hơn rất nhiều so với hành tinh chị em của nó là Proxima B. Như các bạn đã biết, trong ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri này, vào tháng 8 năm 2016, các nhà khoa học cũng đã xác định được một hành tinh rất giống trái đất, đó là Proxima B. Nơi đây được các nhà khoa học hy vọng rằng nó có điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của sự sống. Bây giờ, chúng ta cùng đi tìm hiểu xem hành tinh Proxima B này có điều gì đặc biệt nhé! Nằm khá gần ngôi sao chủ Proxima Centauri, chúng ta đang đi đến một hành tinh đất đá được đặt tên là Proxima B. Khoảng cách của nó đến ngôi sao chủ là 0,05 AU, tức 7 triệu 500.000 km. Đây là một khoảng cách nằm trong vùng sống được của ngôi sao chủ.
Ở khoảng cách này, hành tinh có một quỹ đạo rất nhanh, qua đó nó chỉ mất khoảng 11,2 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này đồng nghĩa, một năm trên hành tinh Proxima b tương đương 11,2 ngày trái đất. Giả sử, nếu con người có thể lên hành tinh này sinh sống, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy chóng mặt với tốc độ quay của nó. Qua quan sát, Proxima b là một hành tinh khá tương đồng với trái đất. Về kích thước, hành tinh có bán kính vào khoảng 6.880 km. Với bán kính này, nó chỉ gấp 1,08 lần bán kính của trái đất. Còn về khối lượng của Proxima b, nó chỉ gấp 1,27 lần khối lượng của trái đất. Chính vì kích thước và khối lượng tương đồng trái đất và nằm trong vùng có thể sống của ngôi sao chủ, bởi vậy khi phát hiện ra Proxima b, người ta hy vọng trong tương lai, khi khoa học phát triển, con người sẽ đổ bộ lên hành tinh này. Nhưng một sự việc được quan sát vào năm 2017 đã làm các nhà khoa học do dự cho những kế hoạch táo bạo này. Theo đó, ngày 24 tháng 3 năm 2017 không phải là một ngày bình thường đối với ngôi sao chủ Proxima Centauri. Hôm đó, có vẻ có một vụ nổ xảy ra trên ngôi sao. Quan sát ngôi sao, nó có một cơn bão từ cực lớn. Nó lớn tới mức có thể xóa sổ toàn bộ sự sống nếu có trên hành tinh Proxima b. Các nhà khoa học vẫn biết rằng Proxima b vẫn luôn phải chịu rất nhiều đòn trừng phạt từ ngôi sao chủ bởi vì nó rất gần ngôi sao chủ. Nhưng đợt bùng phát này khiến ngôi sao chủ Proxima Centauri sáng gấp 1.000 lần so với bình thường và sự kiện này kéo dài khoảng 10 giây. Trong hàng tỷ năm kể từ khi Proxima b hình thành, những cơn bão mặt trời như thế này có thể đã làm bốc hơi bất kỳ bầu khí quyển hoặc đại dương nào và thổi bay toàn bộ mọi thứ trên bề mặt. Từ đó chúng ta thấy rằng, để phù hợp với sự sống, thì một hành tinh không chỉ cần có khoảng cách thích hợp đến ngôi sao chủ để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng, mà còn rất nhiều yếu tố khác. Ngoài ra, cũng vào năm 2017, NASA đã có một tuyên bố hành tinh Proxima b không hỗ trợ sự sống do bầu khí quyển của nó bao trùm đầy bức xạ có hại với các loài sinh vật. Proxima b là hành tinh có kích thước gần giống trái đất và là hành tinh có khoảng cách gần hệ mặt trời của chúng ta nhất, khoảng 4,2 năm ánh sáng. Tuy nhiên, khoảng cách này vẫn là quá xa đối với con người hiện nay. Vì vậy, các nhà khoa học của NASA quyết định mô phỏng các thông số mà chúng ta có về Proxima b trên máy tính để xem liệu hành tinh này có hỗ trợ sự sống hay không. Các nhà khoa học tính toán rằng, ở vị trí của Proxima b, hành tinh này phải nhận được lượng tia cực tím cao gấp hàng trăm lần so với mức trái đất đang nhận từ mặt trời. Lượng năng lượng được tạo ra từ các tia bức xạ này làm loại bỏ các phân tử như hydro, oxy và nitơ trong bầu không khí của Proxima b. Chính vì vậy, theo nghiên cứu này, cho thấy Proxima b làm mất số không khí trong bầu khí quyển của nó nhanh gấp 10.000 lần so với trái đất. Điều này dẫn đến việc khó có thể tồn tại một bầu khí quyển đủ dày để hỗ trợ sự sống trên hành tinh này. Chính bởi những công bố này làm những lý thuyết về sự sống trên hệ ngôi sao gần trái đất nhất, Proxima Centauri, gần như bị suy sụp. Nhưng không vì vậy mà các nhà khoa học bỏ qua hệ sao này, dù sao nó cũng là một hệ sao hàng xóm gần chúng ta nhất. Có lẽ với khoảng cách 4,2 năm ánh sáng, với khoa học hiện tại là quá xa vời. Nhưng biết đâu trong một tương lai không xa, khi khoa học tiến bộ, chúng ta có thể thực hiện được ước mơ du hành vũ trụ liên sao. Khi đó, có lẽ Proxima Centauri sẽ là hệ sao đầu tiên mà các nhà khoa học hướng đến. Tuy rằng trên lý thuyết cả hai hành tinh đều không hỗ trợ tốt cho sự sống kiểu trái đất, nhưng với phát hiện này, các nhà khoa học đã chứng minh một điều rằng vũ trụ quả thật là rất bí ẩn và bao la rộng lớn. Một hệ ngôi sao gần trái đất nhất, Proxima Centauri, có một hành tinh to như vậy mà đến bây giờ các nhà khoa học mới phát hiện ra. Chính bởi vậy, để phát hiện ra một hành tinh, các nhà khoa học cần phải rất nhiều thời gian và công cụ hỗ trợ mới tìm kiếm được. Và với việc phát hiện hành tinh Proxima C này, nó là minh chứng cho một điều, có thể có rất nhiều các ngoại hành tinh xung quanh chúng ta, nhưng khoa học có thể chưa đủ tầm để phát hiện ra chúng. Vậy là hôm nay tôi, thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên hành tinh mới được phát hiện Proxima C và người anh em của nó Proxima b. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách like, share và comment bình luận cảm nhận của mình bên dưới video các bạn nhé.
Và bây giờ, nếu bạn là người yêu thích thiên văn thì hãy tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốc Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!